Báo tin tức thông tấn xã Việt Nam đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vị Bắc, 119 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 tới 102 km h giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km h 24 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 490 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng bị ảnh hưởng thuộc từ 15 tới 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại, có khả năng đổi hướng đông nam, mỗi giờ đi được 5 tới 10 km, sau có khả năng đổi hướng đông, cường độ suy yếu dần. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 75 tới 102 km h giật cấp 12, sóng biển cao 5,0 tới 7,0 m, vùng gần tâm bão 7 tới 9 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, có nơi trên 20 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, vùng núi 15 tới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam có mây ngày nắng đêm không mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Theo báo Tiền Phong, chiều ngày 24 tháng 10, bão Chami đã vượt qua miền Trung Philippines vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 năm nay, dự báo bão tăng cấp trở lại hướng về vùng biển miền Trung nước ta trước khi đổi hướng liên tục. Đây được nhận định là cơn bão dị thường nhất về đường đi kể từ đầu mùa. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay, sau khi vượt qua đảo Lưu Dông của Philippines, bão Chami giữ cường độ mạnh cấp 9 giật cấp 11. Đây được nhận định là cơn bão dị thường nhất về quỹ đạo từ đầu mùa. Các trung tâm dự báo trên thế giới đưa ra các mô hình nhận định khác nhau về đường đi và cường độ bão. Trung tâm dự báo khí tượng của Việt Nam nhận định trong 3 ngày tới từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 10, bão di chuyển ổn định theo hướng tây và tây tây bắc, tiến về vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sau đó vào vùng biển miền Trung. Khi áp sát vùng biển miền Trung vào khoảng ngày 27 tháng 10, bão sẽ có quỹ đạo vô cùng khó lường và phức tạp. Với kịch bản này trong 24 giờ tới tính từ 13 giờ ngày 24 tháng 10, bão Trami tiếp tục di chuyển theo hướng tây và mạnh trở lại. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 690 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 12. Trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tăng tốc lên 15 tới 20 km/h, di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh lên. Đến 13 giờ chiều ngày 26 tháng 10, bão cách quần đảo Hoàng Sa 320 km về phía đông đông bắc, bão mạnh lên cấp 11, cấp 12 giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km tiến về phía quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 10, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 11 giật cấp 13. Dự báo sau ngày 27 tháng 10, bão Chami di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 tới 10 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão vòng ra biển, tuy nhiên kịch bản bão đi vào đất liền vẫn có khả năng xảy ra, vì vậy cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Do ảnh hưởng của bão Chami, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 cấp 10 từ 89 tới 102 km/h giật cấp 12, sóng biển cao 3 tới 5 m, vùng gần tâm bão 5 tới 7 m, biển động rất mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Bão Chami hình thành từ một áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào ngày 22 tháng 10, tàn phá miền trung Philippines trong hôm qua và hôm nay, ngày 23 và ngày 24 tháng 10, gây ngập lụt diện rộng, làm chết và mất tích 26 người. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Thời gian này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới thường đổ bộ vào khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, cần đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông với diễn biến nhanh khó lường, tác động trực tiếp đến đất liền nước ta. Chiều ngày 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão Chami. Để ứng phó với cơn bão này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam lập hai phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp vào địa phương. Theo đó, ở phương án bão mạnh, tỉnh này sẽ di rời 212.000 người và 396.000 người đối với cấp siêu bão đến ở sen ghép vào các nhà kiên cố hoặc sơ tán tập trung đến các cơ quan công sở trường học. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng trong vòng 3 năm nay, tỉnh Quảng Nam không có bão lớn đổ bộ nên chắc chắn người dân có sự chủ quan. Qua đó, cần tích cực để người dân hiểu được việc phòng chống bão để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ. Kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương đơn vị phải có lãnh đạo thường trực 24 trên 24 giờ để chỉ đạo phòng chống bão, tăng cường kiểm tra lực lượng, trang bị bốn tại chỗ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã để kịp thời nắm bắt thông tin từ cấp địa phương. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét tình hình để tổ chức cấm biển để đảm bảo an toàn. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão Chami, (tên tiếng Việt là bão Chami, có vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 123,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Lưu Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km/h. Từ 7:2 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng nam tây nam và di chuyển chậm lại.